Vâng. Vâng. Con bé nó không sao đâu, chẳng qua nó ăn thừa chất thì nó bị vàng cái da tay thôi. Không sao đâu, tôi cứ thôi mẹ cứ vâng, tôi cứ đấy thì tôi cứ xem công việc với con, tại vì là con ở nhà con làm rồi nên là cũng không sao đâu, con trông được, không sao đâu. Vâng. 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 Rồi xem là ai đấy thì vào trước thôi, chứ còn mình vào cả ô cậu vẫn đang ở đấy thì cũng. Vâng. Vâng. Thì ở đấy thì có nhà ở nhà xem đấy, có ý với lại các bác với lại gì rồi. Mới lên từ quê à? Không nhỉ, chúng ta phải đi qua đa sau ngày 3 giờ sáng, 4 giờ sáng về nhà. Anh cũng từ vượt quê lên nhưng mà từ quê vợ lên. Nhà đang có chuyện buồn nên là buồn thì chưa buồn lắm, sắp buồn. Tình hình là game bây giờ mình nhận ra một điều là
thấp một level thôi thì nó đã mệt lắm rồi, nhưng mà một khi mà trong deck lại không có một con evolution hay là một con champion thì cũng quá khổ luôn. Tuần vừa rồi thì mình rảnh, mình thời gian rảnh mình của mình hơi nhiều, thế là mình vào chơi game thì thực sự là quá mệt với những cái deck mà nó full level 15 luôn, đánh rất là mệt anh em ạ. Đến khi đến mình nhận ra một điều đó là goblin của mình level 14 gặp giáp level 15 kè. À, từ lâu lắm rồi không nhận ra điều đấy. Nói chung là cứ thấp hơn một cái gì đấy là đã thấy mệt rồi. Và cuối cùng là đánh mãi, cuối cùng thì là từ 1k8 rút xuống 1k5. Mùa sau này chúng ta có evolution Vanquish Ride. Em vẫn chơi mà. Anh vẫn thấy Tú hay online nhá, nhưng mà cho biết là không để ý là Tú đánh hay không. Anh thì vẫn online đấy, để hay quay clip này. Nhưng mà thời điểm này thực sự là phải nói là nếu mà muốn chơi thực sự là phải cho áp lên level 15 full tất cả mọi thứ đã. Có evolution hay không là một điều chưa tính đến, nhưng mà tất cả thẻ bài đều phải 15. Còn lại thì mới còn phải suy nghĩ. Chứ còn deck mà không có evolution, còn thẻ bài evolution hay là một champion thì cũng là bất lợi thế. Bởi vì các bạn thấy đấy, các bạn thấy deck bây giờ toàn evolution với lại champion không? À, anh thì tuần vừa rồi anh chỉ đánh được khoảng ba hôm thôi, chắc là từ hôm thứ 2 đến hôm thứ 4, thứ 5 toàn chơi tí, nhưng mà cày lên được champion thôi. Tại vì là lên từ lúc mà lên thêm champion xong ấy là gần như được ngoài hết. Bởi vì là lên đây tuần các đất full 15 hết, nên là bảo đánh thua thua được mệt, nên thôi là không đánh nữa. Mùa sau nếu mà mùa tháng 1 này nếu mà rảnh ấy lại cày tiếp để cho nó lên full thẻ. Nhưng mà cái bản update tiếp theo mình thấy là cũng hơi mệt, tại vì mình thấy có cả goblin bị nép một chút. Goblin bị nép anh em ạ. Final Battle Chance con Little Queen này nép này, Archer nép chắc chắn luôn. Archer Evolution quá mạnh. Cha đam của con Rishu cũng mạnh này. Đúng rồi, Rishu Rare cũng nép là đúng rồi. Các bạn biết là Rare cộng với lại mấy cái deck có Rare như kiểu là cái Lumen Jack chẳng hạn, rất là mạnh. Giant Skeleton mà nó rảnh. Ở đó, Giant Skeleton là máu tăng em ạ. Ảo mãnh nồi, Giant Skeleton này từ trước đến giờ thì rất nhiều mùa rồi chúng ta không thấy trên top. Nhưng mà hiện tại thì họ đã mở lại đường sống cho Giant Skeleton. Cộng với lại, đúng rồi, mùa sau thì chúng ta có thể thấy là hai champion được quay lại, đó là Archer Queen và Golden Knight. Gap mùa sau cũng là hợp lý là ngon. Tại sao lại tăng đam con Bomber? Đây này là check out the player totems. Baby Cloud top 33. Good. Petro. Gặp Gabby. Click Bota. Một trang miền này Jelly Horse. Someone is in motor lightning little prince. Bold. But on this guy he uses on his deck he using poison instead of lightning. So Torita please, I love from Pekka Ram. Actually I don't have him on my friend list. Sorry. Do not Apex Slayer, him my friend. Oh my friend. The Hawk Man and I Kywaker, yeah. I know him from actually if you check my channel,
I upload hit gameplay before. So many. It's a long time. It's too long. On my channel, please check. A big slayer. Maybe I remember which guy from India. Maybe a Nexuson. If this deck on available on top ladder. Is it safe? Same. Let me check. Deck a Ram. Yeah. Deck Ram. No. This guy he doesn't deck a Ram. Maybe Ram Rider Lightning. Ram Rider Lightning. Deck him. Okay. Ram. No, be careful. Okay, good defense, but he lost too much HP. They should try to kill the little things first. For the game. Goblin, let's go, Goblin. We don't have block right now. Can I in evolution? Yes. Oh, wait. Why you drop it? Little friend on the left? Maybe mistake. I think it might be mistake rush. Oh, okay, only now it's poison here and clear everything. Damn. Time to say goodbye. No. Robert Tour. No, he applied a long time ago. Today he didn't play.
nguy hiểm quá, bị Canon bạn bị con manh ạ. Hai con đang chơi bắn vào trụ, bắn vào mối ta nữa rồi.